chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Technic Series cùng với Sarah. Video ngày hôm nay thì nằm trong chuỗi những cái video Sarah sẽ hướng dẫn mọi người những cái bài tập mông với cả booty band. Và bài ngày hôm nay là một bài mình cực kỳ thích nhưng mà cũng khá là mệt, đấy chính là side climb. Thì đầu tiên chúng mình sẽ cần chuẩn bị một tấm thảm nhá. Mọi người, chúng mình sẽ cùng nằm ngang. Nằm ngang. Rồi, mọi người sẽ lấy tay đỡ lấy cổ của mình này, xoay vai và mở ngực. Hai đầu gối của mình sẽ chụm lại và đặt ngang với hông của mình. Đó, à quên. Đầu tiên phải đeo dây vào trước chứ. Đây. Đầu tiên mọi người sẽ đeo cái dây vào giống như mình. Đó, đưa đầu gối trên. Mọi người có thể lựa chọn là chống khuỷu tay như vậy, hoặc là đây là easy option, là mình lấy tay đỡ lấy cổ, nằm như một nàng tiên cá này, xếp cơ bụng lại, bẻ gót chân ra. Và từ đây bạn tay còn lại mọi người có thể chống vào eo hoặc là đặt ở phía trước ngực. Thì xoay vai một ngực, hít vào, thở ra, bạn mở tách gối sang ngang, mở căng cái dây sang ngang. Thì khi mọi người chú ý nhá, easy option là mọi người có thể chạm gót chân xuống dưới, chạm vào nhau và mở gối ra. Còn thường khi mà mình tập thì mình cảm thấy như này là sẽ vào hơn. Hãy cảm nhận như là cái phần chân mở ra của mình á, nó như một cái mặt phẳng nằm ngang. Và mọi người sẽ mở cả cái mặt phẳng đấy ra, thay vì là mọi người đá gót chân lên như này, hoặc là mình bị hất văng cái chân ra ấy, thì hãy cảm giác là mình đang mở cái đầu gối nhiều hơn, bởi vì cái band của mình nằm ở đầu gối mà, đúng không? Cái technique quan trọng của động tác này, khi mọi người mở chân ra thì phần hông của mình cần phải xoay thẳng về phía trước, nghĩa là bạn sẽ không mở cái phần hông về phía sau bị lật hông như này. Đó. Và cái chân này luôn ấn chặt xuống dưới mặt sàn, chân trụ của mình luôn ấn chặt xuống dưới mặt sàn. Trong suốt quá trình chuyển động hãy cảm giác là mình sẽ chỉ dùng cái phần cơ mông nhỡ ở đây thôi. Mọi người mở căng cái dây ra và hạ xuống. Nếu như mà mình lật cái hông ra thì đây là chúng ta đang ngửa người ra chứ không phải là dùng cơ mông nha. Cái kỹ thuật khó hơn một chút xíu, đây là cái option khó hơn cho những bạn nào mà mọi người đã từng tập lâu rồi. Thì thay vì là mọi người có thể để chân là 90 độ thì mình sẽ lùi chân về phía sau một chút, xoay vai và mở ngực, khuỷu tay bạn sẽ chống ngay ở dưới vai. Tay này thì mình khuyên mọi người nên đặt ở phía trước thì nó sẽ đỡ hơn một chút. Bạn sẽ bám chặt chân trụ xuống dưới mặt sàn và tách toàn bộ mông ra khỏi mặt sàn, kết hợp với mở gối chân trên xuống, hít vào thì mông sẽ gần sát mặt sàn thôi chứ mình sẽ không đặt hẳn mông xuống nha. Và lên, thở ra, kéo căng gối chân này. Ai tập tốt hơn thì mọi người có thể lấy tay chống lấy hông của mình, thì chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn là phần cơ mông thôi, nâng chân lên. Câu hỏi đặt ra là động tác này thì đau ở đâu? Mọi người sẽ thấy là nếu mà mọi người nâng mông lên á thì nó sẽ đau ở cái phần mông trụ chứ không phải là phần mông này. Còn nếu như chúng ta đổi chân á thì nó sẽ đau cả hai bên luôn. Đó, đau ở đâu nó còn tùy vào cách mọi người set up bài tập nữa. Còn nếu như mọi người mở ra như này thì thường nó sẽ đau ở cái phần mông trụ nhiều hơn. Trong suốt quá trình mọi người chuyển động á thì cái phần lưng, phần cột sống lưng của mình phải luôn giữ thẳng. Có rất là nhiều bạn tập bị cúi lưng như này thì sai nha. Mọi người sẽ luôn giữ thẳng lưng của mình. Khi lên mình cảm giác mình sẽ mở phần mông ra và cảm giác là người mình nó sẽ luôn tạo thành một cái đường thẳng. Nó khác với động tác cơ bản là mọi người đặt gối chân về phía trước, động tác này mọi người sẽ đặt về sau khoảng 45 độ. Đó, và hướng lồng ngực về phía trước, lên thở và xuống hít. Khi lên thì khuỷu tay phải chống ngay ở dưới vai, tránh việc mọi người lên bị hất như này. Hạ xuống nha. Mình sẽ làm lại hai cái nhá. Lên thở ra này. Xuống hít vào. Siết chặt cơ bụng lại, mở ra. Và hạ. Thì đó là những cái kỹ thuật cơ bản của bài Side Climb trong Technic Series lần này. Và mong rằng là sau khi xem xong video này thì mọi người sẽ tập luyện tốt hơn ở trong bài tập này nhá. Và mọi người đừng quên là mình hãy chuẩn bị cho mình những cái booty band thật là tốt để chúng mình có những bài tập hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Technic Series. Bye bye.